Vâng, kính thưa quý vị, khách quý. Và sau đây thì trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn trở về với sân khấu của gia đình và cùng đến với đội văn nghệ của gia đình sẽ gửi tới toàn thể quý vị, khách quý với tiết mục múa Sắc Phiêu Tình Em. Quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón đội văn nghệ gia đình đi ạ. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn đội văn nghệ của gia đình rất là nhiều ạ. Cảm ơn các em rất nhiều. Năm bài nữa đi.